hơn cả đem tiền về cho mẹ. Đây là năm thứ quý giá mà bố mẹ nào cũng mong có được. Kính thưa quý vị, nếu hiện tại bạn vẫn chưa thể mang tiền về cho mẹ, đừng buồn vì ngoài vật chất thì những điều dưới đây mới là thứ mà bậc sinh thành mong mỏi ở con cái. Khi còn bé, chúng ta thường nói với bố mẹ rằng chờ con lớn, con sẽ đi làm nuôi bố mẹ. Lớn lên, ai cũng cố lao vào đời để kiếm thật nhiều tiền nhằm thực hiện lời hứa ấy. Người may mắn làm được tất nhiên là đáng khen ngợi. Thế nhưng, những ai vẫn còn đang chật vật để mang tiền về cho mẹ cũng đừng vì vậy mà nản lòng. Bởi bạn biết không, tận sâu trong lòng của đấng sinh thành, tiền bạc chỉ là thứ xếp sau những điều dưới đây mà ba mẹ muốn con mang về. Mang bình an về cho mẹ. Có một sức khỏe tốt có lẽ sẽ là tài sản lớn nhất của cả một đời người. Có thể khi còn trẻ, chúng ta sẽ không để tâm tới việc chăm sóc sức khỏe. Thế nhưng tới một độ tuổi nào đấy, bà sẽ thấy rằng sức khỏe luôn là điều quan trọng nhất. Khi còn bé, ta luôn có cha mẹ chăm sóc từng ly từng tí cho từng bữa ăn, giấc ngủ. Khi lớn lên rồi, phải tự chăm sóc bản thân, chúng ta mới thấy nhớ tới những ngày tháng được cha mẹ chăm sóc. Trên tất cả, bố mẹ chỉ mong muốn con cái của mình luôn khỏe mạnh. Chỉ cần nhìn thấy con trở về nhà bình an, lành lặn, đó đã là một món quà với bố mẹ rồi. Mang bữa cơm gia đình về cho mẹ. Khoản tiền bạn chuyển về nhà mỗi tháng với bố mẹ thật sự rất đáng quý. Thế nhưng, điều còn quý giá hơn nữa đó là bữa cơm cả nhà quây quần bên nhau. Ở đó, người cha tất tà chạy ra chợ tìm mua con gà thả vườn hay bó rau tươi để mẹ nấu những món mà con thích ăn nhất. Cả nhà có thể gấp thức ăn cho nhau như những ngày con còn nhỏ. Đối với bậc sinh thành, không còn gì vui hơn là được tận tay nấu cho con những mâm cơm nóng hổi, trò chuyện sung vầy bên bàn ăn. Bạn có thể quên đi ngày tháng để lao đầu kiếm tiền, nhưng đừng bao giờ quên đi những bữa cơm cùng bố mẹ. Mang tử tế về cho mẹ. Dù cho các bạn được nuôi dạy theo cách nào, nghiêm khắc hay mềm dẻo, thì cái cốt lõi vẫn xuất phát từ mong muốn của bố mẹ là dạy dỗ con mình trở thành một người tử tế, biết cách đối nhân xử thế mà thôi. Trở thành một người trưởng thành để có thể tự chịu trách nhiệm với chính cuộc đời của mình và sống thật tử tế để được mọi người xung quanh yêu quý. Chỉ cần bạn làm được những điều này, không cần tới nhà to xe xịn, bố mẹ bạn cũng đã đủ tự hào rồi. Mang yêu thương về cho mẹ. Một cái ôm, một lời nói hoặc bất cứ cử chỉ yêu thương nào cũng có thể làm trái tim và tâm hồn của bố mẹ lay động. Có thể bạn cảm thấy những điều này rất ngớ ngẩn, nhưng rồi bạn sẽ nhận ra việc cho bố mẹ biết bạn yêu thương họ đến nhường nào là rất quan trọng. Những cử chỉ yêu thương thể hiện tình cảm với bố mẹ chưa bao giờ là thừa. Đừng chỉ để trong suy nghĩ mà hãy nói thành lời, thể hiện bằng hành động. Đừng quên thường xuyên gọi điện hỏi thăm bố mẹ đang làm gì, đang như thế nào, để kiểm tra xem bố mẹ có ổn hay không. Hãy để bố mẹ cảm thấy rằng bạn cũng đang rất quan tâm, lo lắng cho họ. Mang hạnh phúc về cho mẹ. Đời mình khổ nhiều rồi, nhất định phải cho con một cuộc sống đủ đầy hạnh phúc. Đó là suy nghĩ chung của các đấng sinh thành. Bố mẹ cố gắng làm việc chăm chỉ, cẩn mẫn, tích lũy cả đời cũng chỉ để mong chúng ta có được cuộc sống tốt đẹp hơn họ. Khi có tuổi, không thể ở bên cạnh, để bào bọc nữa cũng không thể làm nhiều việc cho con. Điều bố mẹ mong mỏi nhất vẫn là con có được cuộc sống an yên, hạnh phúc. Niềm hạnh phúc của bạn chính là món quà quý nhất mà bố mẹ mong mỏi khi tuổi đã về chiều. Công việc riêng của cô ấy, không có ai có ý thức là phụ giúp, thậm chí đồ đạc cá nhân còn bị mượn mà không xin phép. Tính cách khiêm nhường và cả sự lương thiện quá mức của cô ấy trong mắt người khác lại biến thành một kẻ ngốc, không biết đấu tranh.
Mãi tới một ngày nọ, mấy bạn cùng phòng cô ấy uống rượu, la hét ầm ĩ trong phòng, còn đổ rượu lung tung lên giường cô ấy. Khi quản lý ký túc xá đến kiểm tra, lại đổ thừa do cô ấy xúi giục, hại cô ấy bị người quản lý mắng trong một trận. Lúc đó cô ấy mới tỉnh ngộ. Cô ấy quyết định chuyển ra ngoài sống phòng trọ một mình. Đối với những người biết điều, biết chuyện, bạn chỉ cần giúp họ một lần, họ đã ghi ơn tạc dạ trong lòng và rất ngại làm phiền bạn thêm lần hai. Chúng ta đều biết lương thiện là một đức tính tốt. Ngay từ nhỏ khi học môn đạo đức, chúng ta được dạy rằng cần phải biết ơn, đối xử tốt bụng, khoan dung với người khác. Thế nhưng có đôi khi sự tử tế, nhượng bộ của bạn không đổi lấy sự biết ơn, mà trái lại chỉ là sự đòi hỏi vô độ từ phía đối phương. Xã hội ngày nay, người tử tế, lương thiện thường rất dễ bị bắt nạt. Lương thiện thật sự đáng quý. Thế nhưng nếu sự lương thiện của bạn bỏ ra chỉ đổi lấy sự quá đáng từ đối phương, thì nó lại gọi là yếu đuối rồi. Oliver Cook, nhà từ thiện nổi tiếng ở Anh, người đã tự tử bằng cách nhảy cầu, hưởng thọ 92 tuổi. Từ năm 16 tuổi đến lúc mất đi, bà ấy đã làm việc thiện trong 77 năm trời. Trong mười mấy năm liền, bà ấy đã quyên góp tiền cho hơn 20 tổ chức từ thiện và thậm chí còn lấy tất cả lương hưu của mình để làm từ thiện. Một bà lão với tình yêu thương người vĩ đại như thế, vốn nên từ từ nhắm mắt trong những lời chúc phúc và cả sự biết ơn của tất cả mọi người, mà không nên rời khỏi thế giới này theo cách thức đau đớn như thế. Hóa ra tiền tiết kiệm của Oliver Cook đã gần hết và bà không thể bỏ ra nhiều tiền như lúc trước nữa. Nhưng hàng tháng, bà vẫn nhận được hơn 200 email và vô số cuộc gọi, không phải để cảm ơn, mà là để yêu cầu bà quyên góp. Còn có người trách bà cho họ quá ít. Những lá thư lạnh lẽo như băng tuyết và những yêu cầu khó nghe kia khiến bà cảm thấy nghẹt thở. Sau khi bà gửi con trai 250 bảng Anh thì bà mất tích, bởi vì đến phút cuối bà không còn dám tin ai nữa. Khi một người đang đứng trên bờ vực tuyệt vọng, bạn giúp anh ta sẽ xem bạn là ân nhân. Nhưng nếu bạn luôn giúp anh ta không giới hạn từ ngày này qua ngày khác, sẽ rất dễ nuôi dưỡng ra một con ma cà rồng, chỉ biết hút máu từ người khác, khiến anh ta sinh ra cảm giác rằng bạn vốn dĩ nên giúp anh ta, đó là việc hiển nhiên. Cho tới khi bạn không còn nhiều máu cho anh ta hút, bạn không còn điều kiện